Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Đó, trời đang mưa nha các bạn, có một anh khách tới sửa laptop. Trời mưa rất to nha các bạn. Có sửa laptop không anh? Có anh ơi. Tôi nghe kiểm tra những cái cặp wifi đó anh ơi. Bị gì không? Không vô mạng. Đó, tình trạng máy là không vô mạng. Khách yêu cầu là kiểm tra cái cạc wifi nha các bạn. Giờ mình cắm nguồn, mình cắp điện, nguồn cắp adapter vào đó. Máy này không có pin nha. Cắp adapter trực tiếp cắm vào để mình kiểm tra xem coi tình trạng nó như thế nào nha các bạn. Đó, mở máy lên, bấm F1, continue. Hết pin nó báo lỗi, bấm F1 nha các bạn. Mà trời đang mưa, mưa rất to. Đó, sau khi khởi động vào trong Windows nè, mình kiểm tra nè. Cái biểu tượng cạc mạng ở dưới góc phải á, màn hình á. Click vào nha các bạn. Click vào, không có cái danh sách wifi nha. Không nhận được mạng, cái máy này không nhận được mạng nha các bạn. Không nhận cạc wifi đó. Bây giờ mình mở My Computer lên, mình lít phải mình vào Manager á, để mình vào cái phần Device Manager. Trong danh sách phần cứng á, mình vào trong đó mình kiểm tra xem coi nó có nhận cái cạc wifi hay không nha các bạn. Vào Device Manager. Vào trong cái phần Network. Đó, lít vào cái phần Network. Trong danh sách network á, mình kiểm tra xem có cái cạc wifi hay không nha. Bluetooth, cạc mạng có dây. Đó, mình tìm không thấy cái cạc wifi nha các bạn. Đó. Retest PCI Family Controller là cạc mạng có dây nha các bạn. Vậy là trong danh sách phần cứng này không có cái cạc wifi. Cạc wifi nó không nhận nha các bạn. Phần cứng nó không có nhận á. Đó, bây giờ mình sẽ bung cái máy này ra. Đó, cái HP này nó có hai cái chốt ở ngoài sau á. Các bạn ấn vào thì nó sẽ nhả cái nắp ở ngoài sau ra nha. Cái máy này nó cũng đã tháo sẵn rồi nha các bạn. Đó, ấn vào nhả mình lấy cái nắp ra. Đó, đây là cái cạc wireless nha các bạn, cạc wifi đó, các bạn không dây đó. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra, nó có cái hai con ốc cố định đó. Bên là cấp hai sợi cấp nguồn âm dương đó, mình tháo ra. Bạn ốc tháo cái cạc wifi, mình thay cái cạc wifi khác nha các bạn. Mình sẽ thay cái cạc wifi khác. Rồi mình vào mình test xem coi nó có nhận được cái danh sách wifi hay không nha. Đó, bây giờ mình lắp cái cạc wifi vào, mình mở máy trở lại để mình vào trong Win á. Kiểm tra xem coi lít vào cái biểu tượng Internet ở bên góc phải nè, nó có lên cái danh sách wifi hay không nha. Đó, cái biểu tượng Internet đó các bạn. Đó, mình lít vào nó hiện lên cái danh sách wifi. Lúc nãy là nó không hiện lên nha các bạn. Vậy là cái cạc mạng sau khi mình thay thì ok nha. Nhận rồi nè anh. Hả? Cái này là nó bị lỗi cái cạc wifi, thay cạc wifi nha anh. Thế chứ không phải bị là hư phần cứng hả? À? Bị lỗi phần cứng đó, và cạc wifi là phần cứng đó. Lỗi cạc này nè, thay nha. Thay đi. Đó, giờ nó nhận wifi nè anh, nhận nè. Không, nãy nó mở cái vô cái biểu tượng wifi nó không có lên danh sách wifi. Giờ anh mở cái nó lên này nè. Không, bỏ thử. Wifi mới gì vậy? À, bỏ cạc mới đúng không? Cạc mới, bỏ vô cạc cũ. Thử lên nó vô chưa? Thử nhập mật khẩu vô nha. Đó, bây giờ mình sẽ nhập cái
bắt wifi vào để mình test cái cạc xem thử coi nó vô internet hay không nha các bạn. Ủa sao trời mưa mà cũng phải xách máy đi sửa nữa anh? Thì trong tháng này mấy anh Sơn cũng làm mấy mở nhạc thiếu nhi cho mấy con nó biết cơn. À, trời đang mưa to cho nên đó, đang kết nối tín hiệu nó hơi ồn xíu nha các bạn, nó ồn á. Mà nó bị trái cái cặp wifi là do vấn đề là do mình xe không cẩn thận hả? Cũng có thể là nó bị chạm bo, nó bị hư hoặc là cái cặp này nó cũng cũ quá, lâu ngày rồi nó bị lỗi rồi. À, nó báo kết nối rồi nè, giờ thử vô mạng thử nha. Đó, sau khi kết nối thì nó báo là kết nối kênh net. Bây giờ mình thử, mình test vào YouTube, vào trong trang web thử nó vào được hay không nha các bạn. Đó, vào trong YouTube. Ví dụ như mình vào trong kiến thức máy tính 24 giờ nè. Vào OK nha các bạn. Đó, vào trong kênh của mình đó. Vậy là YouTube đã vào OK nha. Giờ mình thử mình vào trang web Zin. Trang Zin á, trang đọc báo đó, Zin OK luôn nha các bạn. Đó, như vậy là tình trạng của cái máy này là bị lỗi cạc mạng nha. Đối với những cái trường hợp lỗi không vào mạng á, các bạn vào kiểm tra xem coi nó có hiện lên danh sách wifi không nha. Sau đó các bạn vào trong phần Device Manager, các bạn kiểm tra xem nó có nhận cạc mạng hay không. Nếu trong Device Manager nó có nhận cạc mạng mà ở bên ngoài danh sách wifi nó không nhận, bạn kiểm tra xem có lỗi driver, thử cài lại driver, hoặc là các bạn coi coi nó có đóng cái công tắc bật wifi hay không, hay là cái phím tắt để tắt wifi đó, bạn kiểm tra tất cả các trường hợp đó nha. Còn trường hợp cụ thể ở trong cái trường hợp này là mình kiểm tra nó không hiện lên danh sách wifi. Trong cái phần Device Manager á, danh sách phần cứng nó cũng không có luôn nha các bạn. Vậy là nó không có detect phần cứng. Cho nên mình thay cái cạc wifi khác. Sau khi mình thay cạc wifi khác thì mình vào mình test, mình kiểm tra nó nhận mạng lại bình thường nha các bạn. Vậy trường hợp này là hư cạc wifi, nên mình thay cạc wifi nha. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.